Trấn Thành dương tính với Covid-19 Trên trang cá nhân mới đây, Harry Won xác nhận Trấn Thành đã dương tính Covid-19. Nữ ca sĩ đăng tải dòng trạng thái thông báo qua test hiển thị hai vạch. Đáng chú ý dưới phần bình luận, Harry Won còn chia sẻ thêm đoạn vlog ghi lại khoảnh khắc vợ chồng cô cùng nhau test Covid-19. Theo đó, hai ngày trước, Harry Won vẫn còn khỏe mạnh, tuy nhiên Trấn Thành lại nhiễm bệnh trước. Và có thể thấy trong ngày đầu tiên điều trị Covid-19, Trấn Thành vẫn rất lạc quan anh liên tục tổ chức karaoke tại gia để giải trí. Đến ngày thứ hai, nam MC bắt đầu phát sốt và có biểu hiện mệt mỏi. Dưới phần bình luận, rất nhiều khán giả gửi lời chúc sức khỏe đến cả hai, mong rằng Trấn Thành sẽ sớm khỏi bệnh và không còn nhiều di chứng hậu Covid-19.